Website đào tạo Forex gần nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường ở bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi chia sẻ nhà đầu tư để nhà đầu tư thấy rõ các giá trị hiệu quả trong giao dịch Forex. Khi mà nhà đầu tư tham gia bất kỳ một khóa học giao dịch Forex nào đâu thì các bạn phải nhìn rõ về các giá trị giao dịch thực tiễn của bản thân họ trên thị trường. Chỉ có những giá trị giao dịch thực tiễn mới phản ánh được rõ được cái quá trình và giao dịch thành công của họ trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và để nhà đầu tư có thể đánh giá tất cả các giá trị về quản lý vốn hay giá trị của kiến thức hay giá trị của các bạn có thành công hay không ở trên thị trường đều được phản ánh về một thứ nhà chúng ta có chơi được hay không ở trên thị trường giao dịch Forex này đây là điều mà nhà đầu tư cần phải quan tâm cần phải lưu ý và cần phải đánh giá được chứ không phải nhà chúng ta nghe về lời nói của Ờ, họ trên thị trường giao dịch Forex này Rất là nhiều người có thể ba hoa cả chúng ta rằng họ là người giao dịch thành công trên thị trường Đây là điều mà gì nhà bản thân chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex Chúng tôi đang gì nhỉ? Chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư thấy rõ được các giá trị và tầm quan trọng này trên thị trường Và nhà đầu tư phải thấy hiểu rõ rằng gì nhỉ? các giá trị của kiến thức luôn luôn được chúng ta nhìn nhận đánh giá và để luôn luôn được chúng ta cập nhật và theo dõi thì đó mới phải qua cả một khoảng thời gian thì đó mới có thể phản ánh được hết về các giá trị của kiến thức đó trên thị trường chứ không phải nhà theo dõi và các đánh giá này chỉ một hai bữa trên thị trường đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận cần phải đánh giá cho thật kỹ tất cả mọi vấn đề trên thị trường giao dịch forex này không phải là nhà như những gì mà gì nhà những kẻ bên ngoài kia đang trao đổi cả các bạn là phải quản lý vốn thế này hay là quản lý vốn thế kia tôi chia sẻ với nhà đầu tư để nhà đầu tư hiểu rõ về vấn đề này trên thị trường và thì nhà nhà đầu tư phải biết rằng thì nhà các giá trị giao dịch thực tiễn ở trên thị trường không dành cho chỗ của những thằng gì nhờ ra ngoài để nói suông mà chỉ dành cho những ai có khả năng nhìn nhận và đánh giá được thực tiễn ở trên thị trường và gì nhà chứng minh được những giá trị của bản thân họ trên thị trường giao dịch forex này chứ không phải nhà chúng ta nói suông về các giá trị thành công của chúng ta mà chúng ta không có một cái gì cơ sở nào đó ra để mà gì nhà nhìn nhận và đánh giá thì nhà đầu tư phải hiểu một thứ rằng gì nhà khi mà giao dịch ở trên thị trường thì tất cả những lệnh của chúng tôi hiện giờ trong suốt hơn một năm qua giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này chúng tôi gửi đến nhà đầu tư với một thứ giá trị đây nhà, nhà đầu tư có thể thấy rõ những cái giá trị giao dịch này của tôi trên thị trường giao dịch Forex nhà đầu tư có thể thấy rõ các giá trị này bằng gì nhỉ các cái lệnh live stream trực tiếp trên thị trường tôi đã gửi đến cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá toàn bộ các giá trị này trên thị trường giao dịch Forex đây là điều mà nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá trực tiếp ở trên tài khoản của bản thân chúng tôi chúng tôi mong muốn rằng đây là những điều mà nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này đó thì các bạn thấy ai cũng ra giả một, một vấn đề là nhà quản lý vốn là phải top lot thế này hay top lot thế kia thì hoàn toàn là những điều không đúng Tôi không có bao giờ tôi thích đặt top lot nhưng tại sao tôi lại kiếm được ra tiền trên thị trường này và tôi dám chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ các giá trị của bản thân tôi trên thị trường và tôi không hề sử dụng những tài khoản lớn nhưng xong bản thân tôi vẫn đánh những khối lượng lớn trên thị trường nhưng tại sao tôi lại vẫn kiếm được ra tiền nếu mà tôi đánh hên thì không bao giờ tôi có thể hên hoài trong suốt cả hơn một năm qua như vậy trên thị trường nhà đầu tư cần phải nhìn nhận và đánh giá được rõ các cái điều này khi tham gia vào giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này tôi chia sẻ ra đây để không phải là nhà để đầu tư nhà đầu tư nhìn nhận và gì nhà xem xét bản thân tôi mà nhà bản thân các bạn phải nhìn nhận so sánh về những gì mà tôi đưa ra ngoài thị trường và những gì các bạn đang phải gặp phải trên thị trường đó mới là thứ giá trị mà các bạn cần phải theo dõi cần phải nhìn nhận cần phải đánh giá được chưa, và thì nhà, các bạn cần phải xem lại nhà tại sao trong suốt những khoảng thời gian qua các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch forest các bạn không thể nào kiếm được giá tiền trên thị trường với qua tất cả những cái lò luyện hoặc là những qua tất cả những gì các bạn thu nạp trên google về và những giá trị này các bạn thấy rõ là gì nhỉ được phản ánh gia đình nhà hết bên này kêu là nhà quản lý vốn thế này hay là quản lý vốn thế kia nhưng cuối cùng thì nhà các bạn có giao dịch được hay không đó mới là điều mà thì nhà các bạn cần phải nhìn nhận cần phải đánh giá cho thật kỹ tại làm sao mà các bạn vẫn không thể giao dịch được ở trên thị trường này đấy là điều mà thì nhà các bạn cần phải suy nghĩ về điều mà các bạn đã tham gia giao dịch ở trên thị trường này. Tôi chia sẻ đây là gì nhỉ? Chia sẻ bằng chính những tài khoản giao dịch của bản thân tôi trên thị trường. đều có những giá trị căn cứ để cho nhà đầu tư thấy trong suốt những thời gian 4 năm qua của quá trình mà tôi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forest từ những tài khoản giao dịch live stream trực tiếp cho đến những tài khoản cứu lệnh cho khách hàng ở trên thị trường và cũng giống như là nhà cả những giá trị mà nhà tôi sau full tài khoản để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được thì đều có những giá trị xác thực để nhà đầu tư có thể xem và đánh giá được ở trên thị trường giao dịch Forex này tôi chia sẻ ở đây là mong muốn nhà đầu tư nhìn nhận về những giá trị mà bản thân các bạn đã tham gia vào thị trường mà các bạn không đạt được ở trên thị trường giao dịch Forex này đây tôi mở cho nhà đầu tư thấy và để cái hiệu quả thì khi các bạn tham gia vào trong giao dịch ở trên thị trường này khi chúng ta tham gia vào đâu thì chìa khóa của vấn đề thành công hay không nó được phản ánh bởi vấn đề nhỉ chính về tài khoản của bản thân chúng ta giao dịch ở trên thị trường đây là tài khoản 328 329 thì nhà đầu tư nhìn thấy đây đây cũng là tài khoản 328 329 thì toàn bộ những giá điều mà thì nhà tôi chia sẻ cho đến nhà đầu tư đều được phản ánh rõ bằng trên tài khoản này trên thị trường giao dịch forex này thì nhà đầu tư có thể thấy rõ về điều này trên thị trường đó thì khi mà các bạn có giao dịch thế nào thì các bạn cần phải thấy được cái điều này thì đây tôi gửi đến nhà đầu tư để nhà đầu tư thấy thì đây toàn bộ là một cái lịch sử giao dịch thì các bạn xem để các bạn tự đánh giá cho chính bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch này. Ở trên thị trường thì tôi mong muốn rằng đây là những điều mà nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được khi mà mình nhà tham gia giao dịch nhá đó thì tổng tài khoản này đến nay là 2741 đô tiền nạp vào là 977 đô giao dịch đến nay chưa đầy một tháng ở trên thị trường không những vậy thì tôi cho các bạn thấy rõ là nhà hiệu quả trong vấn đề giao dịch và gì nhà lợi nhuận như thế nào trong giao dịch chính là khả năng của bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường chứ không phải là nhà ở một phương pháp phương pháp không thể nào giúp cho các bạn có thể giao dịch được thành công chẳng có bí quyết nào hết ngoại trừ gì nhỉ vấn đề nhà năng lực của bản thân các bạn trên thị trường chẳng có indicator nào có thể giúp cho bản thân các bạn có thể thành công trên thị trường và mẹ kiếm được ra tiền trên thị trường ngoại trừ vấn đề giá trị của vấn đề nhỉ? kinh nghiệm của các bạn khi tham gia vào trong giao dịch ở trên thị trường giao dịch forex này đây là điều mà các bạn cần phải nhìn nhận lại về những gì mà các bạn đã phải trải qua hoặc là các bạn đang phải tìm hiểu trên thị trường họ không chứng minh được cái lấy gì ra cái thứ kiến thức và gì nhỉ, những cái kinh nghiệm và gì nhỉ À, và những cái thứ bí quyết mà họ đang nói với các bạn thì các bạn có thể thấy được rõ điều này trên thị trường và tài khoản tôi sâu cho các bạn rất là sạch lệnh không vướng lệnh trên thị trường lệnh tôi đang vướng trên thị trường là lệnh dương nhá chứ không phải lệnh âm và trong suốt thời gian qua không phải là một lần tôi sâu tài khoản mà rất là nhiều lần tôi đã sâu tài khoản và tại sao mà thì nhà tôi mong muốn là nhà đầu tư phải nhìn thấy đây đây là phần open trader nó vẫn còn lệnh đây lệnh đang lời nhá thì nhà đầu tư thấy có cả phí swat ở đây Nhà đầu tư thấy FISUAT 37 đô có cả ngày vào đây. Tại sao tôi vẫn nuôi đến đây mà tôi tại sao tôi không chết? Các bạn chết hay không ở trên thị trường đó là gì? Nhờ, do chính khả năng của các bạn và nhà, do chính những cái kiến thức của các bạn không được thấy những cái người thầy của các bạn chứng minh phải vào trong thực tiễn thì lấy giá trị gì ra để các bạn có thể vận dụng vào trong thực tế để các bạn có thể kiếm được ra tiền. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá cho kỹ khi mà gì nhà tìm hiểu bất kỳ một khóa học nào trên thị trường rất là nhiều kẻ sẽ nói với bạn rằng nhà tài khoản không nói lên được giá trị gì. Vẫn xin lỗi các bạn, tài khoản chính là chìa khóa để phản ánh về giá trị thành công của họ trên thị trường. Không có giá trị tài khoản thì lấy gì ra để phản ánh về giá trị năng lực của họ trên thị trường? Đây là điều nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải xem xét. Chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể đánh giá được trực tiếp những điều này. Website đào tạo forest.com xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công.